Thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7,5 triệu đồng một tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số liệu mới nhất trong báo cáo của Tổng cục Thống kê. Riêng quý 2, mức thu nhập trung bình tháng đạt 7,5 triệu đồng, giảm 137.000 đồng so với 3 tháng đầu năm, nhưng tăng 490.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là các khoản phụ trội bổ sung, tiền thưởng, phúc lợi, dịp Tết Nguyên đán thường được chi trả vào dịp đầu năm. Thu nhập bình quân tháng tăng ở hầu hết ngành kinh tế, trong đó một số ngành trội hơn gồm cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 9,1 triệu, tăng 17,4%. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 11,2 triệu, tăng 15,2%. Tài chính ngân hàng và bảo hiểm 12,4 triệu, tăng 10,6%. Kinh doanh bất động sản 11,2 triệu, tăng 6,9%.